Thưa quý vị, ngày 1 tháng 1 năm 2024, Công an huyện Châu Thành cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi mua bán vận chuyển pháo. Vào lúc 21 giờ 20 phút ngày 31 tháng 12 năm 2023, tại tỉnh lộ DT796 thuộc ấp Trà Sim, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Châu Thành phối hợp đồn biên phòng Ninh Điền và Phước Tân bắt quả tang 3 đối tượng gồm Đoàn Văn Thanh, 48 tuổi, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 54V8179, trên xe có chở 20 bao tải, bên trong chứa 360 hộp pháo hoa, nghi là pháo nổ, tổng trọng lượng khoảng 586kg, và đối tượng Nguyễn Văn Trung, 37 tuổi, ngụ ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, điều khiển xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 72A39879, đang đi phía sau xe Thành. Công an huyện Châu Thành tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện để điều tra làm rõ. Điều tra mở rộng vào lúc 1 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2024, tại khu phố 1, thành phố Tây Ninh, Công an huyện Châu Thành bắt khẩn cấp đối tượng Hồ Sĩ Điểm, 21 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, là người trực tiếp chỉ đạo việc vận chuyển pháo từ Campuchia về Việt Nam. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ.